ca khúc mới của Tần Mộ Chỉ vừa mới tung lên mạng, đã nổi tiếng khắp các diễn đàn, nhiệt độ thảo luận rất cao, mà người sáng tác đứng sau anh là Jun, một nhạc sĩ rất bí ẩn. Đỗ Tiêu là người đứng đầu hiệp hội âm nhạc rất có hứng thú với Jun, liền liên hệ với Tần Mộ để liên lạc với Jun. Không biết Đỗ lão tìm tôi là vì chuyện gì? Tôi là tìm Jun. Cô là Jun đúng không? Ông cũng không ngờ Jun lại trẻ như vậy. Tôi muốn hỏi, cô Mùi, cô có hứng thú phát triển theo hướng âm nhạc hay không? Tài năng của cô Mùi rất tốt. Tôi cũng không có gan mà nói muốn làm giáo viên của cô Mùi đây. Nhưng nếu cô Mùi nguyện ý thì tôi cũng nguyện ý thay cô Mùi lót đường. Nhưng như vậy đối với Đỗ lão ngài mà nói, có lợi ích gì không? Thật cũng không giấu gì cô Mùi. Tôi là chủ tịch của Hiệp hội âm nhạc sĩ quốc tế, nhưng rất chấp niệm. Tôi hy vọng rằng trong số các thành viên cốt lõi của Hiệp hội âm nhạc sẽ có người đến từ nước A. Nhưng tiếc thay khi tôi 6-7 tuổi tôi đã di dân, nên danh không chính ngôn không thuận nữa rồi. Tôi không có ý định này, nhưng nếu Đỗ lão tiên sinh cho rằng tôi thích hợp gia nhập Hiệp hội âm nhạc, vậy thì tôi có thể. Ngày hôm sau, Hiệp hội âm nhạc chính thức công khai thông tin chào mừng nhạc sĩ Jun, thành viên cấp C đầu tiên của Hiệp hội âm nhạc quốc tế ở quốc gia A. An vô cùng tức giận khi biết Đỗ Tiêu không bàn một tiếng, liền để cho Jun không có danh tiếng kia vượt cấp gia nhập vào Hiệp hội. Hắn ta lo sợ Jun rất có thể sẽ là ứng cử viên hội trưởng kế tiếp mà Đỗ Tiêu có ý muốn chọn. Đây phải là vị trí của tôi mới đúng. An Hách ngược lại hết sức bình tĩnh, nói với anh ta, làm việc không cần phải quá vội vàng, tôi sẽ giúp cậu giải quyết Jun. Đỗ Tiêu thích cô ta như vậy sao có thể vứt bỏ cô ta được chứ? Vậy thì phải làm cho ông ta không thể không từ bỏ. Bùi Doãn Ca để chuẩn bị cho buổi khảo hạch sắp tới, cô tranh thủ thời gian sáng tác ca khúc cho lần này. Lúc cô đem bài hát khảo hạch của Hiệp hội âm nhạc gửi cho Đỗ lão, thì máy tính của cô hiện lên cảnh cáo hệ thống đang bị tấn công, quá trình bảo vệ 99%. Bùi Doãn Ca dừng lại một chút, không nghĩ là có người sẽ hack máy tính mình, sau đó tiếp tục gửi mail cho Đỗ lão. Đợi mail gửi đi thành công, cô liếc mắt nhìn màn hình, nhếch miệng cười. Sắp tấn công vào sao, vậy thì để mình tặng anh ta ít quà gặp mặt vậy. Bên này, nam hacker vô cùng tức giận, anh đập bàn quát, đáng chết. An Hách lên tiếng hỏi, chuyện như vậy hán tư. Tôi bị phát hiện rồi. Cái gì? An Hách trợn tròn mắt kinh ngạc, sắc mặt tối sầm. Hán Tư là một hacker hàng đầu trong nước, anh ta chỉ là đang tấn công máy tính của một nhạc sĩ thôi mà. Sao lại? Chẳng lẽ bên cạnh Jun cũng đang có một cao thủ máy tính? Nhưng mà giây sau đó càng làm bọn họ kinh ngạc hơn. Máy tính anh ta đột nhiên tối thui, cả việc điều khiển cũng không thể làm được. Ai đời hacker hack máy tính người ta lại bị người ta hack lại. Bùi Doãn Ca xem dữ liệu trong máy anh ta, folder bí mật trong máy tính người này có không ít. Chỉ vài thao tác đơn giản, cô đã bẻ khóa các folder này. Tại sao người này lại đi tra tư liệu của Hoắc Thức? Cũng may mức độ đề cập không sâu. Bùi Doãn Ca tìm thấy một văn kiện có mức độ bảo vệ cao nhất, cô vô cùng tò mò mở ra xem. Đó là một video, âm thanh và hình ảnh phát ra làm cho Bùi Doãn Ca cảm thấy dại ra, bỗng chốc đỏ mặt. Cô đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe âm thanh gì xung quanh, cho đến khi có người nhấc tai nghe cô lên, giọng anh ta khàn khàn từ tính. Doãn Doãn. Bùi Doãn Ca giống như bị bắt gian tại trận, lập tức gập máy tính xách tay lại. Anh ấy thấy hết rồi. Nam nhân nhẹ nhàng để dĩa trái cây lên trên bàn hỏi, vừa mới đang xem cái gì vậy? Doãn Doãn. Bùi Doãn Ca vẫn chưa hết bối rối, gương mặt chỉ có một màu, đỏ. Cô ấp úng trả lời, xem phim. Xem phim gì? Loại phim để học tập. Anh nhẹ nhàng đút một miếng trái cây vào miệng cô, lại nói, loại phim để học tập là cái phim không mặc quần áo đó hả? Có một số kiến thức như mặc quần áo cũng không phải là dễ học. Bùi Doãn Ca định xoay ghế quay ra ngoài liền bị nam nhân kéo lại. Vậy nói anh nghe em đã học được gì rồi? Anh cũng thấy rồi sao? Ừ, thấy hết rồi. Cảm thấy thế nào? Muốn biết không? Anh tiến lại gần cô, mặt đối mặt, đưa ánh mắt câu người nhìn cô nói, loại kiến thức này không tốt cho thân thể lắm. Vừa lúc này có tiếng báo điện thoại vang lên, Bùi Doãn Ca giật mình lui ra một tí. Cô cũng không biết cậu nam nhân này lại đang nói lời thô tục gì vậy. Đối với những hành động này của anh, cô luôn tìm cách trốn tránh. Đỗ Tiêu đã phản hồi lại khi nghe ca khúc sáng tác của cô gửi. Tốt lắm, hãy luyện tập chăm chỉ và cố gắng trực tiếp lấy được tư cách cấp B.